Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Resonance do dược phẩm trung ương một sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Resonet cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Resonet có thành phần là glutathione 900mg, được bào chế dưới dạng bột pha tiêm. Công dụng và chỉ định của Resonet hỗ trợ làm giảm độc tính trên thần kinh của xạ trị và của các hóa chất điều trị ung thư bao gồm cisplatin, cyclophosphamide, oxaliplatin, 5-fluorouracil, carboplatin, tiêm tĩnh mạch glutathion ngay trước khi tiến hành xạ trị và trước phát đỏ hóa trị liệu của các hóa chất trên. Hỗ trợ điều trị ngộ độc thủy ngân, phối hợp các thuốc điều trị ngộ độc thủy ngân đặc hiệu như 2,3, dim ecoptopropanol sur anos và meso 2,3, dim -E -cup x acid với tiêm truyền glutathion và vitamin C liều cao làm giảm nồng độ thủy ngân trong máu. Hỗ trợ trong điều trị sơ gan do rượu, sơ gan, viêm gan do virus B, D, D và gan nhiễm mỡ giúp cải thiện thể trạng của bệnh nhân và các chỉ số sinh hóa như bilirubin, GOT, GPT, GT cũng như giảm mờ dự án và tổn thương tế bào gan rõ rệt, hỗ trợ trong điều trị các bệnh lý liên quan đến rối loạn mạch ngoại vi, mạch vành và các rối loạn huyết học, cải thiện các thông số huyết động của hệ tuần hoàn lớn và nhỏ, giúp kéo dài khoảng cách đi bộ không cảm thấy đau ở các bệnh nhân bị tác động mạch chi dưới, cải thiện đáp ứng vận mạch với các thuốc giãn mạch vành như acetylcholine nitroglycerin ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành. Cải thiện tình trạng thiếu máu ở các bệnh nhân lọc máu do suy thận mãn, tiêm truyền glutathione cuối mỗi chu kỳ lọc máu giúp làm giảm liều erythropoietin đến 50%. Hỗ trợ điều trị chảy máu dưới nhện, giúp cải thiện triệu chứng chảy máu dưới nhện. Hỗ trợ trong điều trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin, giúp làm tăng nhạy cảm với insulin ở các bệnh nhân này. Hỗ trợ trong điều trị viêm tụy cấp, Glutathione có thể có hiệu quả trong việc bảo tồn các chức năng của các cơ quan khỏi sự tấn công của chất trung gian hóa học của phản ứng viêm. Thuốc Resonet được sử dụng bằng đường tiêm truyền và được nhà sản xuất khuyên dùng theo liều lượng của bác sĩ. Các chống chỉ định khi sử dụng Resonet, mẫn cảm với glutathione hoặc các thành phần của thuốc. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, dung dịch tiêm glutathione rất dễ bị oxy hóa. Khuyến cáo nên tiêm thuốc ngay sau khi hòa tan vào dung môi pha tiêm, hoặc bảo quản lạnh nhưng thời gian bảo quản không quá 24 giờ. Thận trọng trong lúc pha tiêm truyền do glutathione có tính khử, tương kỵ với các thành phần trong dung dịch tiêm truyền có tính oxy hóa. Một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng Resonet, thỉnh thoảng nổi mẩn da sẽ hết khi ngừng thuốc. Tương tác của Resonet với các thuốc khác, thận trọng trong lúc pha tiêm truyền do glutathione có tính khử, tương kỵ với các thành phần trong dung dịch tiêm truyền có tính oxy hóa. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Resonette, đồng thời biết cách sử dụng Resonette sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham